Tôi thấy Pháp Luân Công không liên quan gì đến chính trị, không liên quan gì đến chính trị. Và tôi nghĩ rằng vì đây là một cái môn mà nó tu luyện tâm tính con người, tu luyện sức khỏe của con người theo một cái quan niệm chân thiện nhẫn, để làm cho con người ta sống chỉ làm cho con người có quan niệm sống nó tốt đẹp hơn, xã hội nó yên bình hơn ấy. Thì cái này nó không liên quan. Tôi thấy rằng Pháp Luân Công không có liên quan gì đến chính trị. Chúng tôi đến thăm nhà Tiểu tướng Nguyễn Quang Thống vào một ngày đầy nắng. Ánh nắng tràn ngập căn phòng nơi vị Thiếu tướng nguyên tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân đang luyện những bài công pháp thư thái nhẹ nhàng. Tôi thì làm báo thì đi nhiều nơi, đi các chiến trường, đặc biệt là chiến trường bên Campuchia và chiến trường bên giới phía Bắc, cùng với bộ đội ra tận chiến hào ngoài cùng, sống cuộc đời vất vả với bộ đội. Thời gian nghỉ hưu tôi cũng còn rất khỏe cho đến năm 17, tức là 2017. Thì tự nhiên chỉ có bình thường, trước tôi vẫn đánh bóng bàn, vẫn tập thể thao rất là khỏe. Thì tôi thấy lâm dân đau bụng, đi ra bệnh viện khám thì hóa ra là bị ca dạ dày. Anh ấy bị ca là giai đoạn 2 đấy. Điều trị hóa chất thì là cái đầu tiên là điều trị hóa chất là nó nặng. Thì sau đó thì là bác sĩ lại thấy là sức khỏe của bác Thống là của anh ấy là không chịu được cái hóa chất nặng đấy, và thay đổi phác đồ sang cái hóa chất nhẹ hơn. Vậy thì là truyền 2 đợt hóa chất, sau đó là truyền thêm 8 đợt hóa chất nữa, thì thành là 10 đợt hóa chất đấy. Khi truyền hóa chất thì sức khỏe của anh nó rất là yếu, đầu tóc rụng hết và trên đầu lại mọc thêm một cái mụn rất là to. Có một người nguyên giám đốc nhà xuất bản Quân đội, bác ấy khuyên với tôi là thôi bây giờ ông Thống và tôi, ông là bạn bè với nhau, tuổi tác này, bây giờ tự nhiên này thì tôi khuyên ông là tốt nhất là nên tập Pháp Luân Công. Thế thực ra thì trước đó là vài năm thì có một anh làm phó tổng giám đốc và binh đoàn 11, anh đã đưa cho tôi cái sách Pháp Luân Công, nhưng anh chỉ đưa đấy, anh chả nói là thành thử nó giống như là lúc đấy mình chưa đắc cho nên chưa đến, sách gấp để lại đấy. Mỗi khi là anh đi giải ngày đêm, một đêm là 4 lần không thể ngủ được. Người anh mệt rũ, ngồi là mệt rũ. Tôi rất là lo, mà thực tế là có những hôm là tôi khóc thầm mà anh không biết. Thấy sức khỏe của anh quá yếu rồi. Thế bảo, thế tại sao mình lại không, các bác ấy bảo tập Pháp Luân Công thì mình cứ thử tập đi xem sao nhỉ. Thế trong khi vào viện là tôi mở trong di động ra tập. Thế đến khi mà tập Pháp Luân Công thì ngày hôm trước tập thì đêm hôm đó thì thấy tự nhiên làm sao không thấy chồng mình đi giải lục sục nữa, và chỉ đi có một lần. Thế bảo anh đi một lần là mấy giờ, bảo 4:30, và thế 4:30 thì cũng là sáng, gần sáng rồi. Thế thì anh bảo lạ quá nhỉ, thế thì tại sao mình lại không tập. Thế là từ đấy là cả hai vợ chồng đều cùng tập. Cứ một người ngồi dưới nền nhà, một người ngồi trên giường, bởi vì là cái phòng nó cũng không được rộng. Tập thì tôi thấy sức khỏe như tôi cứ thấy chuyển biến dần, và cái mụn trên đầu thì bắt đầu dần dần khỏi. Sau mấy tháng cứ mưng mủ nhiều, dần dần là khỏi. Tóc cứ mọc dần lên. Bác sĩ đến khám buổi sáng hàng ngày, bác bảo bác Thống uống gì mà tự nhiên huyết áp bình thường. Thế bảo thế tiểu đường của bác sao? Tiểu đường cũng bình thường. Thì thấy lạ quá, nhưng mà chúng tôi là hai vợ chồng cũng không nói cái chuyện là tập pháp, nhưng mà chắc bác sĩ cũng có biết và một số y tá cũng có biết, và hàng ngày thì cứ tập chăm chỉ như thế. 2 tháng tập hoàn toàn hết tiểu đường, hết huyết áp, hết đi tiểu đêm. Bây giờ là không đi đêm nữa, buổi sáng đi là bình thường, tôi không có chuyện đi đêm. Thế và đặc biệt là hết tiểu đường, huyết áp. Trước đây tôi cũng là người nóng tính. Sau đó thì tôi học được cái chân thiện nhẫn thì tôi cũng giảm bớt cái nóng tính đi, và cũng cảm thấy cái đặc biệt là cái mối quan hệ đối với mọi người, thì tôi vốn là người cũng giàu tình cảm, cũng sống ấm áp với chung quanh với tất cả mọi người, đặc biệt là giảm bớt được cái tính nóng đi. Tôi cũng đủ thứ nghiện ngập, cái hồi còn đang sung sức cũng vào loại ăn chơi đấy, bia bọt thuốc lá như điên. Thế mà sau đó bây giờ là hoàn toàn bỏ rượu, bỏ bia, bỏ thuốc. Quay trở lại khám lại thì bác sĩ bảo bình thường, tôi lại không tin.
Tôi cầm cái giấy của chồng trên tay, tôi quay lại, tôi sợ là bác sĩ lại còn giấu anh ấy. Tôi bảo cho anh đứng ở ngoài, tôi quay lại, tôi hỏi bác sĩ Ngọ hay bác gì, sĩ gì, một viện 8 ấy, bảo cho em hỏi bây giờ nhà em là cái bệnh của nhà em bây giờ tình hình như nào, là tất cả bình thường. Tôi lạ quá, và hơn 2 năm nay anh không hề uống một viên thuốc nào nữa, và sức khỏe cứ dần dần hồi phục. Lắm lúc tôi nghĩ bụng mà cái đạo đức chân thiện nhẫn này nó chỉ có lợi cho bản thân mình, cho lợi cho mối quan hệ gia đình, cho xã hội. Cho nên thực sự là đây là nếu mà nâng cao được đạo đức xã hội theo cái quan niệm chân thiện nhẫn của cái học pháp Luân Công này thì tôi chỉ thấy tốt thôi. Trong thời gian như thế thì có một số người ở gần đây hoặc hay đến với tôi phổ biến lại kinh nghiệm như thế, gọi là truyền hồng truyền lại cho anh em. Thì mà có 2-3 người, một là đại tá trước là chính ủy của nhà máy 111 ở trên Phú Thọ, bây giờ anh về nghỉ hưu ở nhà cạnh đây. Anh ấy bị ung thư máu, và sau khi tôi truyền cho anh cái này thì anh tập đều đặn cho đến bây giờ hơn 2 năm nay, là sức khỏe anh nó cứ ổn định dần và anh ấy cảm thấy nó rất là hiệu quả. Anh ấy tập hết sức chăm chỉ và kiên trì. Một người thứ hai đó là anh thiếu tướng nguyên tư lệnh binh chủng tăng thiết giáp. Trên người anh có tới 81 mảnh nạn trong hồi chiến tranh. 2 năm nay anh kiên trì tập và bây giờ anh cảm thấy người anh rất là khỏe khoắn. Thậm chí là anh như là cảm thấy một số những cái mảnh nạn trong người nó biến đi đằng nào. Anh nó không xuất ra ngoài, không nhìn thấy, nó không biết nó biến như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì anh ấy lại rất là khỏe mạnh, mà anh vẫn tập thường xuyên. Mình chưa kể là một số những anh em khác nữa thì cảm thấy đây là một cái môn mà tập nó vừa dễ tập vừa thoải mái, vừa vặn với hoàn cảnh, với sức khỏe của mình. Pháp Luân Công này thì chủ yếu xoay quanh cái chân thiện nhẫn để khuyên con người ta về rèn luyện đạo đức, về nâng cao cái nhận thức của mình đối với sinh mệnh, đối với xã hội, đối với vũ trụ. Trước đây thì tôi làm tổng biên tập báo quân đội, đọc cái trên trời dưới biển đấy, anh biết tủ sách nhà tôi mênh mông các thứ như thế. Đây về trong ấy toàn đọc kinh văn, đọc sách pháp của sư phụ thôi, và tôi cảm thấy rằng vì cái kiến thức của sư phụ nó mênh mông, cho nên là càng đọc càng hiểu sâu thêm, càng hiểu rộng hơn nữa, cho nên là cũng đọc đi rồi người ta đọc lại. Mà tôi nói là tôi nghe nói là có người đọc quyển Pháp Luân Công hàng trăm lần. Tôi thấy Pháp Luân Công không liên quan gì đến chính trị, không liên quan gì đến chính trị, và tôi nghĩ rằng vì đây là một cái môn mà nó tu luyện tâm tính con người, tu luyện sức khỏe của con người theo một cái quan niệm chân thiện nhẫn, để làm cho con người ta sống chỉ làm cho con người có quan niệm sống nó tốt đẹp hơn, xã hội nó yên bình hơn ấy. Thì cái này nó không liên quan. Tôi thấy rằng Pháp Luân Công không có liên quan đến chính trị. Tôi nghĩ rằng đây có lẽ nó không phải là chủ trương của cả một tập thể lãnh đạo lớn, hoặc là một tập thể lãnh đạo lớn lại phụ thuộc vào ý kiến của cá nhân. Ở đâu cũng thế, đã đảng lãnh đạo thì nhiều khi quyền lực nó hay tập trung rơi vào những người cao nhất, ý kiến của người ấy nó cuối cùng trở thành ý kiến của tập thể đảng ấy. Cho nên cái tra tấn về Pháp Luân Công là tôi không hình dung được, không hiểu vì sao mà cái việc làm nó tốt cho con người, nó tốt cho bản thân họ, nó tốt cho xã hội như thế mà lại đang đàn áp. Sư phụ dạy chúng ta là chân thiện nhẫn chỉ có là làm việc tốt thôi, không có được làm việc xấu. Thế còn về vấn đề cúng bái, từ xưa cha ông ta vẫn có tục lệ thắp hương ông bà tổ tiên, không có liên quan gì đến chuyện phải bỏ không cúng bái cả. Thỉnh thoảng tôi cũng ngẫm nghĩ và may về già cuối đời thì lại tự nhiên được học được cái môn Pháp Luân Công này, là làm cho tôi cảm thấy nó thật là thoải mái. Pháp Luân Công này chính phủ phổ biến cho toàn dân tập chỉ có lợi, vì tôi thấy nó quá lợi, là vì một cho sức khỏe, hai là tâm tính nó thư thái, mà tính nóng nó bớt đi, các thứ nghiện ngập tôi cũng chẳng phải bị dính những cái gì nữa cả. Cho nên là đúng là nó gọi là tâm thế nó thư thái, sức khỏe nó bảo đảm mà lại tốt.
Thì cho nên là nếu bây giờ bảo tôi vào trong các môn tu luyện, cái gì tốt có lẽ tôi cho là tốt nhất là Pháp Luân Công.